Mặt dài, trán cao, gò má và thái dương hóp thì chơi kiểu tóc nào là ok nhất? Mình sẽ chia sẻ với anh em những người có khuôn mặt kiểu như này một kiểu tóc thôi. Một kiểu tóc để anh em chơi đến tận cuối đời luôn nhé. Đó là kiểu tóc layer với cái phần mái dài và hai phần bên mái cũng để dài và để bám dài như thế luôn. Phần gáy thì cũng dài, anh em có thể là để dài hẳn thành mullet hoặc là để dài vừa vừa cũng được, tỉa bám bám thôi. Đấy thì với cái kiểu tóc này ấy, nó sẽ có những cái ưu điểm gì mà mình sẽ chia sẻ với anh em. Nhìn thì có vẻ nó đơn giản thôi, nhưng mà nếu như anh em biết cách thì nó không hề đơn giản một tí nào nhá. Thì đối với kiểu tóc này, thứ nhất là trán anh em cao. Trán cao thì mình phải làm sao? Mình không thể nào mình hở được. Mình chỉ có hai cái lựa chọn duy nhất, một là cạo chọc, không nhìn thấy tóc đâu cả thì trán với lại đầu là nhìn như nhau luôn. Hai là anh em phải để mái nó dài để che cái trán cao này của mình lại. Và phần hai bên, tức là phần hai bên này chúng ta hóp cộng với khuôn mặt chúng ta dài nữa. Hai bên hóp thì chắc chắn là chúng ta không nên cắt quá trắng hay là cắt ngắn. Cách tốt nhất là anh em nên để bám thôi, để nó dài dài và bám như này. Kiểu tóc với lại kiểu cắt bám như này sẽ là xu thế trong tương lai nhé. Xu thế trong vài năm tới sẽ rất là nhiều người chơi cắt cái kiểu này, bởi vì người ta cắt ngắn quá nhiều rồi, cũng như là có những cái nhược điểm của cái việc mà cắt sát xung quanh thì mình đã nói chia sẻ với anh em rất là nhiều rồi. Cắt như thế nó rất là lộ liễu mặt, làm cho cái mặt của chúng ta mỗi lần cắt tóc xong mà chúng ta không thể nhận ra được mình luôn, cứ phải tầm 1-2 tuần sau hoặc là nửa tháng sau thì chúng ta mới cảm thấy nó ok, hầu như là như vậy. Chính vì thế mà trong những phim ảnh Hàn Quốc hay là ở bên Hàn Quốc ấy, từ người già đến người trẻ người ta cắt trắng rất là ít, chủ yếu là người ta để hai bên này nó xanh. Nhất là những người có khuôn mặt kiểu to mặt hay là dài mặt hay là có những vấn đề thái dương hóp ngồi lõm như này này thì hầu như là người ta để nó dài bám như này. Bởi vì với cái kiểu tóc với cái độ dài kiểu như thế này ấy, thì nó có thể là xử lý hết mọi những cái khuyết điểm, nó làm cho khuôn mặt to cảm giác nhẹ nhõm hơn, khuôn mặt gầy guộc hay là hóp gì đấy cảm giác nó đầy đặn hơn. Trên đó là một cái kiểu tóc mà đàn ông Hàn Quốc người ta lựa chọn, nó là một cái xu thế, cũng như là một cái điển hình trong cái việc mà cắt tóc nam thì hầu như là để như này hết đấy, và không có cắt nhiều giống như Việt Nam mình. Chính vì thế đây là cái lựa chọn rất là ok cho anh em. Đối với cái kiểu tóc này ấy, khi mà anh em có thể là để thẳng đơn thuần bình thường thôi, anh em chơi cũng không vấn đề gì. Nếu như anh em khéo một chút, anh em có thể là tạo kiểu song sóng một chút, ví dụ như là nếu như trong cái trường hợp mà tóc anh em mỏng, anh em có thể nó ưu uốn cho nó song sóng một chút để cảm giác tóc nó nhiều hơn. Hoặc là nếu như anh em khéo tạo kiểu anh em muốn thay đổi đi cho nó đỡ nhàm chán thì anh em có thể là sử dụng cái máy kẹp đấy, anh em tạo kiểu sóng như thế, rối rối như thế, sau đó là xịt chút gôm mà thôi, là nó có một cái kiểu nó khác đi một chút rồi. Hay là thi thoảng mình để cái mái của mình nó hơi lệch lệch nhẹ sang một bên, vát vát sang một bên thôi, không để thẳng nữa, vát vát nhẹ sang một bên như thế nhìn nó cũng khác rồi. Nó chỉ là một chút điểm xuyết nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng có một cái gì đấy mới mẻ cho mình, cũng như là mới mẻ với cái người mà người ta quan sát cái khuôn mặt cũng như kiểu tóc của mình, đúng không? Hoặc là anh em cũng có thể là rẽ nhẹ nhẹ môi nhẹ nhẹ ra, trong cái trường hợp mà trán anh em nó không quá cao hay là nó không quá rô ấy, nó chỉ đơn giản là cao hơn một chút thôi ấy, thì anh em vẫn có thể nó rẽ nhẹ nhẹ ra như thế được. Khi mà mình chơi layer mình rẽ nhẹ ra như này thì nó rất là dễ thôi ấy, anh em cứ làm ra rẽ nhẹ nhẹ ra như thế, sau đó là anh em dùng cái lọ gôm anh em xịt thoang thoảng vào để nó giữ cái lớp của mình đấy. Thì đối với những kiểu tóc này thì cái việc vuốt sáp ấy nó chỉ là gọi là một chút thôi nhé, anh em không nên vuốt quá nhiều. Đấy, vuốt quá nhiều nó làm cái lặng cái tóc của mình nó không được đẹp, nó không như những kiểu tóc vuốt lên hay những kiểu tóc vuốt dựng lên thì sử dụng rất là nhiều sáp. Như những kiểu layer như này thì chúng ta chỉ cần một chút sáp xoa xoa nhẹ nhẹ, sau đó là xịt chút gôm vào thôi, chủ yếu là gôm ấy, để cho nó giữ lớp, giữ cái kiểu lớp đấy của chúng ta nó được, nó không bị gió thổi bay, bởi vì cơ bản nó là cái tóc dài mà. Nói chung chúng ta thích thì chúng ta thay đổi sang kiểu khác thôi. Còn nếu mà để mà tư vấn cho anh em một kiểu duy nhất dành cho những bạn có những khuyết điểm tương tự như bạn này, hoặc là kể cả có khuôn mặt to đi chăng nữa đấy, thì anh em nên chơi kiểu tóc này nha. Đây là kiểu tóc gọi là kiểu tóc quốc dân, và kiểu tóc sẽ không bao giờ bị lo lỗi mốt hay có cái vấn đề gì cả, cho nên anh em hoàn toàn yên tâm có thể chơi kiểu tóc này mà nó có thể là xử lý hết mọi cái khuyết điểm của mình nhé. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video sau.